tàu bố cũng ghê luôn, cũng chết luôn. Là trường học của chúng em được 314 em học sinh được học miễn phí, quần áo sách vở nhà trường lo và nuôi cơm các em ngày ba bữa. Sáng thì 7 giờ các em tới thì được nhà trường nấu cho mỗi em một gói mì ăn sáng. 8 giờ các em vào lớp học, học tới 11 giờ các em ăn cơm trưa tại trường. Ăn cơm trưa xong các em nghỉ ngơi tới 2 giờ chiều, các em tiếp tục vào học lớp buổi chiều. Học tới 5 giờ thì được nhà trường lo cơm chiều. Ăn xong thì được bố mẹ các em rước về từ từ. Ở đây thì chúng em dạy chương trình của Việt Nam, dạy từ lớp 1 cho tới lớp 5. Ở đây thì cũng có 5 thầy cô giáo là họ tình nguyện từ Việt Nam sang đây để họ giúp đỡ giảng dạy các em học sinh nghèo ở Biển Hồ mà họ cũng không có lấy tiền lương gì hết. Ở đây thì sân chơi của mấy em, còn lớp học của mấy em thì sau lưng đây là gồm 5 lớp là do các thầy cô đảm nhiệm và dạy cho các em hàng ngày. Giờ xin báo cáo với yeah, he's a Vietnamese. He say thank you for Taiwan. Have some about rice bowl and noodles for them. I'm too happy that he is like a teacher in here. He will take care all the children around here. Children around here go to school about 7 o'clock. So give them the rice, give them food to eat in here and Bible with that free for them. People here so like so hard to work in here, nothing for to eat, but people just catfish, parents of them catfish. Only this season they can catch, but in another season that's so hungry. But we are have to know about us, I'm so happy. Thank you for everyone. Thank you. Dạ, hay là con của mình là sẽ đi ai vô sẽ hết phần này cho các em nha. Ờ, cho cái này sẽ ăn luôn, cái này sẽ ăn luôn. Cho cái em ăn đi. Đây là ok, mấy em ngồi lắng nghe nói em. Mặt ok. Ở đây thì cũng có những cái phái đoàn ở bên Việt Nam của bệnh viện ở Việt Nam ở thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Thì họ qua đây họ cũng làm từ thiện tuyên truyền về vấn đề kế hoạch hóa gia đình cho bà con. Nhưng mà bà con mình thì cũng như là phong tục là làm sanh đời nuôi thì cứ sinh đẻ vô tội dạ thì thôi. Rồi làm sao có đủ cơm ăn? Thì chỗ đó thì mới là gia lâm vào đánh bắt cá, họ dân lưới dân câu, họ kiếm những con cá thì họ mang lên bờ họ bán cho các thương lái trên tỉnh. Mỗi ngày như vậy họ kiếm khoảng 20.000 tiền bia đến 30.000 tiền bia, khoảng 150.000 tiền Việt Nam và nếu so về tiền đô thì khoảng được 7 đô. Một ngày 7 đô là đủ tiền cho họ, 7 đô thì đủ tiền cho họ sống không? Dạ, nếu như 7 đô đó thì cũng đắp đổi qua ngày, tại vì 7 đô đó thì họ phải đổ dầu. Khoảng 100.000 họ đổi là mua cơm, mua gạo, con cái họ thì họ đã gửi tại ở
trường học này thì họ không có lo cơm nước này. Họ bệnh hoạn thì sao? Bệnh hoạn nếu bệnh nhẹ thì ở đây có một bác sĩ giường là cũng như bác sĩ mà. Dạ. Đó. Còn ảnh nặng quá phải đưa lên trên chuyên viện. Trên đó có bác sĩ thì mình đưa trở lại cũng có kém tiền. Tiền đó ai trả? Dạ thì đó nếu mà bà con mình có tiền để dành để á thì cả còn không được cái cô đi chết. Nếu mà không có tiền thì không kể. Dạ, không có tiền thì họ không thể nào lên tôi đó mà tiền. Ở đây thì cũng có một cái bệnh viện cũng phụ nước ngoài. Nhưng mà cái đó là dành cho trẻ em. Chứ còn người lớn thì cũng chưa. Dành cho trẻ em, đến phi, tiền của người nước ngoài. Trên cái biển này không dạ, hả? Trên cái biển này phải 5 ngàn. Nhưng mà có là phải lập danh sách thì chia phải thay với hai học khẩu. Dạ, đúng rồi. Và cũng có danh sách ở đây thì cũng có một câu tổ tưởng. Dạ, như Việt Nam. Dạ, một ông tư tưởng như vậy là phải 5-70 hộ. Ở đây có 5-7 ngàn người Việt Nam ở đây. Từ tiếng hồ. 5 ngàn đồng, dạ, đông rất là đông. Rồi, anh từ thiện hay là anh đang đông đến đây? Ở đây là, cho nên ở đây em cũng gặp được. Lại từ thiện cho mấy học sinh. Lo cơm nước các em uống hằng ngày. Bao nhiêu lâu ạ? Không, cái này em từng nguyện đi chứ không có thời nhưng mà tiền nguyên quá anh sẽ có tiền đứng sắm ở đây thì nói chung là tất cả tiền bạc như nọ thì mình để dành cho học sinh nghèo thôi, mua cơm mua gạo mua sổ sách cho em quần áo, nói chung là một phần còn cái bản thân đó thì cũng có xài gì. Nhà nước Việt Nam có hỗ trợ gì không anh? Nhà nước Việt Nam hỗ trợ cho hai cái nhà trường ở bên đây là hai nhà trường đó là của quân đội dân quân của Việt Nam, họ tặng cho các em những hòn này và được hai cái nhà trường đó trường học dạy lớp mấy dạ dạy từ lớp 1 tới lớp 5 hai trường dạ một trường gì 700 em